Xin chào các bạn nhé. Nếu các bạn đầu tư một cái máy chiếu nhỏ như thế này thì các bạn không cần phải quan tâm nhiều đến cái ống len cũng như là khẩu độ của nó đâu. Tuy nhiên thì khi các bạn đầu tư những cái máy lớn như thế này, máy khủng long như thế này, cường độ sáng khoảng từ 6.000 đến 15.000 lumen thì ống len lại là một chi tiết khiến các bạn phải quan tâm nhiều đến năm này. Ở đây video này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái ống len tele của máy NEC có tên là NP41LP. Đây là một cái dòng len khá phổ biến và sử dụng cho hầu hết các cái dòng máy chiếu NEC trên thị trường hiện nay. Ống len này nó có khẩu độ là 1.3 đến 3.2 nha. Khoảng cách đặt máy là dao động khoảng từ 2,5 m đến 6,5 m. Tỷ lệ khung hình là 16:10, độ phân giải Full HD 1920x1080 và sử dụng cái nguồn sáng laser. Ống len này có thiết kế khá là đặc biệt và trọng lượng của nó khoảng hơn 2 kg nha. Nó tương đương với trọng lượng của một cái máy chiếu thông thường của chúng ta. Khi các bạn mua các cái dòng máy chiếu độ sáng cao ngoài trời sử dụng cho những cái màn hình lớn á, thì thông thường nha, cái ống len họ sẽ báo giá riêng so với cái thân máy, cho nên là các bạn mua các bạn phải lưu ý. Và cái ống len cũng là một trong những cái thiết bị mà nó sẽ quyết định đến cái vị trí mà các bạn sẽ đặt máy xa hay gần so với cái màn chiếu của chúng ta. Thì trước khi mà đầu tư những cái dòng máy này, các bạn phải tính toán được cái kích thước của màn chiếu của các bạn là bao nhiêu mét, bao nhiêu inch và cái khoảng cách đặt máy chiếu đến màn chiếu là bao nhiêu, thì khi đó chúng ta sẽ lựa chọn cái ống len phù hợp. Và len tele NP41LP là một trong những cái len khá là phổ biến với các cái vị trí lắp đặt ở thị trường Việt Nam hiện nay. Ống len này thì ở dưới video này tôi có để các cái dòng máy chiếu NEC có thể sử dụng và lắp cái ống len này. Việc tháo lắp và thay thế cái ống len khá đơn giản. Các bạn chỉ cần làm đúng cái tôi hướng dẫn như video này là được nha. Khi chúng ta lắp len vào thì các bạn để ý cái ngàm phía trong và phía ngoài nó khớp với nhau, các bạn đưa từ từ vào. Khi chúng ta đưa vào thì chúng ta xoay nhẹ sang bên phải. Xoay nhẹ sang bên phải, sau khi chúng ta nghe một tiếng kêu cục một cái nhẹ nhàng thôi là có nghĩa là nó đã vào ngàm rồi. Để kiểm tra lại ống len chúng ta gắn nó có vào ngàm hay chưa thì các bạn kiểm tra cực kỳ đơn giản nhé. Các bạn chỉ cần cầm nhẹ ống len và các bạn lắc qua lắc lại thôi. Nếu mà nó không lắc nữa, nó không di chuyển nữa là có nghĩa là chúng ta đã gắn đúng rồi. Và khi mà các bạn tháo ra thì các bạn làm thao tác ngược lại thôi. Các bạn làm thao tác ngược lại, các bạn lưu ý là tay phải các bạn giữ ống len và tay trái các bạn nhấn cái nút phiên dưới. Bên dưới hoặc là bên trên mỗi máy nó sẽ có một cái vị trí khóa len, nó gọi là nút len release. Thì các bạn ấn giữ, các bạn đưa ra thì nó sẽ ra một cách dễ dàng thôi. Vặn ngược theo chiều kim đồng hồ là ok nhá. Vặn ngược theo chiều kim đồng hồ là ok. Đây là cái ống len NP41LP. Thông tin về giá bán dòng sản phẩm len này và các lưu ý về sửa chữa kỹ thuật, các bạn có thể liên hệ với VNPC để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Kênh máy chiếu VNPC chuyên cập nhật những cái video mới nhất, chia sẻ những kinh nghiệm mới nhất, nóng hổi nhất về thị trường máy chiếu và màn chiếu tại Việt Nam.